Mừng các bạn đến với Gia Lai. Hành trình của các bạn sẽ là một chuỗi các hoạt động văn hóa, ẩm thực, thể thao. Em thích á, em thích văn hóa, ẩm thực nè. Tú có là một người có học về... Để đọc hết nè Tú ơi. Ok, nhiệm vụ các bạn là vượt qua các nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ vượt qua bạn sẽ nhận được một lá cờ, kèm theo đó là một đặc sản nơi đây. Được, được, mấy cái vụ mà đặc sản ăn uống là em thích lắm. Đúng. Hãy cùng bắt đầu hành trình nhé. Hãy cùng bắt đầu hành trình nào. Let's go. Cả hai sẽ đến làng Ba Danh tìm người có logo chương trình để nhận nhiệm vụ tiếp theo. Em ơi, nói tiếng Việt không con? Biết không? Tiếng Kinh. Tiếng Kinh hả? Tiếng Kinh đó. Nói tiếng Kinh không? Làng Ba Danh đâu? Ba Danh, village, Ba Danh. Go, Ba Danh. Ba Lan. Ba Danh. Ông Công anh. Ba Danh. Hiểu rồi. Ba Danh. Chị. Cho em hỏi làng Ba Danh ở đâu vậy chị? Làng Ba Danh á. Ba Danh hả? À Ba Danh nè. Đi thẳng có cái xe màu cam đó. Dạ. Dạ. Là tới luôn. Dạ dạ. Là đó luôn hả dạ, chị? Dạ. Chào. Dạ em tên là anh Tú ạ. Cảm ơn dạ. Em chào anh. Dạ. Dạ đây. Bạn em Dụ Nhi ạ. Chào anh. Dạ. Dạ. Nếu các bạn đến với Tây Nguyên, đến với ở trên Gia Lai này thì thường đặc sản chính là cơm lam gà nướng. Trời ơi. Rồi lá mì cà đắng xào lòng gà. Những cái món đùm lá chuối, rất là nhiều rau rừng, rồi rất là nhiều cái của Tây Nguyên ở trên này. Hy vọng cho các bạn thưởng thức những cái món ngon đó. Dạ. Yeah. Dạ, cảm ơn anh. Anh Tú phải chiến thắng anh chàng người đồng bào trong trò chơi đẩy gậy. Nếu thất bại, anh sẽ không đảm bảo khẩu phần ăn cho Diệu Nhi. À em đau chân. Nhưng mà thực sự em là dân tập tạ, dân chơi tạ mà bị không may. Bắt đầu. Trời ơi. Dân tập tạ đâu tốt. Đau chân không? Đau. Đừng có ráng, để cho anh đẩy ra luôn đi. Thua kêu này, ta bị kêu khác. Hiệp 2. Bạn còn 2 lần nữa. Nếu mà lần này bạn thua, bạn thua luôn á. Dạ. 3, 2, 1. Cho bạn em thắng lần, cho bạn em thắng lần cho tự tin hơn không anh? Cái gì cũng vậy, cái niềm tự tin đó, thắng chiến thắng tất cả. Kính thưa quý vị khán giả, sau khi những màn khoe khoang về sức khỏe của Tú và bước vô đã thua liền hai hiệp thì Diệu Nhi không có gì để nói với các bạn cũng như là với anh Tú. Thật ra thì thấy bình thường thôi. Này tại vì mình cũng khỏe, mình biết được khi mà anh cũng đang rất thở, đang rất là hồn hển, đang rất là mệt. Không thể đâu, anh không mệt vì... đâu anh Tú, anh kiểu đang chống để cho kiểu làm anh không đang tạo dáng em mời anh ạ. Dạ. À. Em mời anh đó. Không sao đâu anh, không sao đâu. Em biết rồi, không sao đâu. À anh cũng mệt lắm đúng không? Không đó anh, không mệt anh, đừng có sợ. Tại vì mọi người ơi, nó vẫn ở đây. Tại vì khi mà cái tứ, cái thế nó trụ xuống thì cái trụ, cái tứ nó sẽ nằm ở chân phải. Nó khi mà chân... cái tứ gì hết á, nó không có cái tứ gì á. Em không mình hiểu. Cái cây mình đẩy nó không có cái tứ gì hết á tứ. Em không hiểu gì về cái môn, bộ môn này thôi. Anh đã am hiểu bộ môn này rất lâu rồi. Bộ môn này, đây là bộ môn có từ lâu đời đúng không anh? Bộ môn này có từ lâu đời. Ba lô cho em đi, em không muốn nói nhiều, em chỉ muốn hành động. Em không có còn gì để nói. Chào quý khán giả cũng như là anh Tú ở đây. Dạ em mời anh ạ. Đừng vì em mà con gái mà nhường em. Anh ơi, hất thẳng ra ngoài luôn nhỉ. Hất thật mạnh ngay anh. Rồi. 3 2 1. Chưa. Kính thưa quý vị khán giả, rất mệt. À, anh ạ, à, vừa rồi cảm thấy anh rất là vui vẻ đúng không anh? Dạ, đó là em không có thi với anh mà em chỉ kiểu anh em mình trao đổi kiểu với nhau mấy cái môn võ thân thiết với lại. Rồi, đúng rồi, này em tâm đi. À, cho nên là anh có thể cho bạn của em vượt qua thử thách này được không anh? Không. Nếu như Thuận Nguyễn có thể chiến thắng ba anh chàng người đồng bào to khỏe, thì anh Tú cũng có thể làm được. Nhưng vì cái chân đau nên anh đành chấp nhận.
Đây là món ăn đầu tiên mà chương trình giúp cho, hỗ trợ cho các bạn sau một chuyến đi vất vả và cái nhiệm vụ đầu tiên. Chứ dành cho anh Tuấn. Anh sao anh đối xử với em vậy vậy? Cái giờ em không được ăn luôn á. Anh có thể làm gì cho em được ăn được không? Diễn xạo, diễn giả, dễ sợ. Món này cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Lá é. Lá é à? À, lá é là trên cái cây mà đưa ra cái hộp é á anh? Không, nó thuộc là... Một người không bao hiểu gì về kiến thức. Cái đâu? Ủa, ngon ghê quá rồi. Ở ngoài nó giòn, nhưng mà khi cắn, nó mềm. Nhưng mà cái lá é này... Cái chất nước mà nó xúc tác từ miếng thịt. À, rất đặc biệt. Chấm miếng lá é thôi, có gì đâu, còn nó giống một é không? Không ai mà lá é giống một é hết. Ngon, tuyệt vời ạ. Ăn nghe mà đã ngon ngày rồi. Tú lên đây, Tú ăn cơm lam. Để chờ cơm lam. Trời ơi, ăn cơm lam mà. Không biết cơ nào hết trời. Cay lắm đó, là ăn cay đâu được đâu. Em được mà. Trời ơi, ngon. Ê, cái sơ hay là cái gì ta? Nè. Ướp với lại cái này, để em coi ướp gì. Gì? Ngon các bạn. Hình như anh chàng này cố tình đẩy gậy thua để bạn đồng hành của mình không được ăn thì phải. Bây giờ lại tiếp tục làm khó cô. Heo rừng có từ bao giờ? Thưa anh, ai là người phát hiện ra heo rừng và tại sao lại gọi nó là heo rừng mà không phải là heo thường? Trả lời đi. Dạ thưa anh. Ừ. Heo rừng có từ bao giờ? Ừ. Kính thưa quý vị khán giả, theo sự am hiểu về kiến thức khoa học, xã hội và tự nhiên của Diệu Nhi thì khi nào có rừng là lúc đó có heo. Thì tôi gọi nó là heo rừng. Mới lại người phát hiện ra heo rừng đó là thợ săn với lại kiểm lâm. Và lý do tại sao người ta gọi nó là heo rừng là tại vì nó ở trong rừng. Không có trả lời hoàn tất. Cú đá như vậy nhìn mặt ghét chết luôn trời. Em trả lời sai rồi. Ngươi. Anh Tú sẽ đi học tiếng đồng bào Gia Rai để nói một câu xin lỗi với Diệu Nhi. Còn Diệu Nhi sẽ thử sức với các loại hình nghệ thuật tại nơi này. Ngày xưa Diệu Nhi đã trong một chương trình khiêu vũ. Lên đây ha anh, lên đây hả? Xin chào chị, em tên là Nhi. Dạ. Em làm ca sĩ ở trong Sài Gòn đó chị. Dạ. Chào mừng em. Dạ. Đến với bạn Lan Biển Đất Đợt Tây Nguyên. Dạ. Em mới được nhận nhiệm vụ là em học đàn với lại hát nhảy múa. Dạ. Tên tên đây, em qua đây. Chị em vài cơ bản tí bài đây ở đây rất là đặc sắc là bài ca ngợi anh hùng Núp. Dạ. Ca ngợi anh hùng Núp thì chị em à, ca ngợi anh hùng Núp đúng không? Được không, hay là làm lại nè? Dạ chị làm lại giùm em với. G H E H G H G E H G. Em biết nốt chưa? Dạ thì nốt G E D H A G. Đây là C. À dạ. Không nhớ rồi chị ơi, đang nói buồn mà vô đây học bài. Galaxy. Mấy cái nốt này nhỏ em nắm vững lắm mà tại lớn lo học tiếng Anh quá khi mua mấy cái nốt này. Tình hình có vẻ không ổn rồi, trong khi đó anh Tú thì quá thảnh thơi. Chị ơi, chị biết tiếng, chị có dành tiếng Kinh không ạ?
Đi đâu rồi, đi đâu rồi? Chị dạy chị dạy tiếng Kinh không chị? Dạ có. À, chị biết. Gì ạ? Không, chị dạy em chút được không chị? Dạy tiếng gì ạ? Tiếng bên miền Bình á. Em muốn đổi cái từ em yên tâm. Anh sẽ bảo vệ em sang tiếng bên Bình em nói nè. Em vậy. Từ. Sao bỏ chạy vậy? Sao không? Biết không? Em không phải người ở đây à? Em ở người đây khác. Yeah. Bên nào hả? Bên này ấy thì. À dạ rồi, em cảm ơn chị. Anh tập cho ba em bài Nỗi Nhớ Cao Nguyên. Dạ. Em biết bài đó hả? Dạ, bài Nỗi Nhớ Cao Nguyên hả? Anh hát thử em. Dạ dạ. Rồi đi xa thấy nhớ. Nhớ cao nguyên chờ đợi. Mày lang thang đại ngàn. Con suối về đi hoang. Rồi đi xa thấy nhớ. Đêm cao nguyên nửa trời. Đêm âm thanh của rừng. Đêm dịu cần men say. Tôi như say tiếng công chiêng. Tôi như say hương cao nguyên đại ngàn. Rồi đi xa thấy nhớ. Rồi đi xa thấy nhớ. Đêm cao nguyên lửa trại. Đêm tình hình có vẻ không ổn nữa rồi. Còn muốn múa, không biết cô học trò này học hành sao đây. Xem ra mọi thứ không dễ dàng với cô nàng. Còn anh Tú đi tới đâu rồi với cái chân khập khiễng kia? Dạ chú giúp con dịch lại cái câu này sang bên tiếng miền đồng bào mình được không ạ? Câu là anh xin lỗi, anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này. Pap nê là xin lỗi à? Pap nê anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời, nói sao ạ? Pap nê có không về lăng cốc bọ lời cốc dề bập nê cô sao là gì ạ? Khó khăm về lăng. Khó khăm về lăng bập nê khó khăm về lăng mịch. Có khăm về lăng cơ tui. Bập nhè. Có khăm về lăng cơ tui. Một câu tiếng đồng bào chỉ mất 30 giây để anh chàng học thuộc. Còn hát ư, có lẽ cũng là sở trường. À, về rồi đó ha. Bập nhè. Có khăm về lăng cơ tui. Bấm khởi nhẹ. Cứ khóm. Vẽ lăng. Cứ thui. Bấm khởi nhẹ. Bấm khởi nhẹ. Cứ khóm. Vẽ lăng cứ thui. Bấm khởi nhẹ. Cơ khó khăm về lăng. Cơ khắp dắt cơ tươi. Bấm khờ nhẹ. Em chỉ biết một câu vậy thôi. Dạ, cảm ơn anh là tuyệt vời. Em chào anh. Dạ, em tên là Tú. Dạ, bây giờ sẽ có một tiết mục. Và trong những người này sẽ có một người không phải là người đồng bào. Và em nhớ anh sẽ tìm ra một người không phải người đồng bào đó.
liệu anh chàng này có nhận ra trong số họ ai không phải là người đồng bào thông qua phần biểu diễn? Bạn đứng kế bên đi. Rồi, mời bạn đánh một điệu tơ rưng đi. Rồi, mời bạn về chỗ. Thể hiện đã xong, để xem anh chàng này chọn ai. Nào mà em xin lỗi anh, không người đồng bào nào mà ra đánh cứ đạt làm như đàn tranh không có một ai hết. Không hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, cả hai sẽ đến học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai để nhận nhiệm vụ tiếp theo. Chào chú. Chào. Chú con hỏi chú thì mau là chú. Là chú. Dạ. Là chú. Dạ, chào chú, tên Nhi. Dạ, con tên Tú. Tú Nhi. Dạ. Dạ, mới lên đây để thứ nhất là để tham quan, hai là muốn hiểu rõ hơn về cái tình hình cái này, tại vì con cũng là dân đá banh. Dạ. Con là dân đá banh nhưng mà thường con đá sân năm. Sân năm. Rồi mấy bạn đang ở đây thì chúng ta thấy đây là cái sân tập của học viện, sân chính của học viện. Các bạn vô đây là chỉ có luyện tập đi đá banh rồi đi thi hả chú? Giống như là học một cái học viện bóng đá. Các bạn vào đây á là cái công tác đào tạo để trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Mà muốn trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp á thì chúng ta phải hội đủ những yếu tố. Rồi cái chúng ta được tuyển chọn là chúng ta có cái năng khiếu, có cái tố chất bóng đá rồi thì vào đây sẽ được huấn luyện viên, người ta sẽ đào tạo trao dồi kỹ thuật, rồi bên cạnh về chuyên môn bên cạnh đó thì sẽ trao dồi cho cái học văn hóa, đào tạo con người phát triển một cách toàn diện. Ngoài cái văn hóa ra thì các cháu còn học ngoại ngữ, tiếng Anh và tiếng Pháp. Quy định của học viện là phải học hết 12, sau khi tốt nghiệp 12 thì sẽ bố trí cho các cháu đi học thêm đại học nữa. Để làm thế nào sau khi các cháu ra nghỉ cầu thủ thì trang bị cho các cháu có một cái tấm bằng đại học, có một cái chương trình kiến thức về văn hóa, về đời sống, về ấy để trở thành một người công tác làm việc bất cứ môi trường nào. Thời gian đào tạo thì 7 năm thì có 4 năm là không, các cháu không mang giày đi chân trần, tập trên cái bãi cỏ này. Sau cái thời gian mà tập hết chương trình quy định rồi thì các cháu sẽ được mang giày. Như hôm nay các cháu U17 này là các cháu được mang giày. Bắt đầu làm quen mang giày thì tập luyện để thi đấu. Anh Tú sẽ hướng dẫn Diệu Nhi sút vào cầu môn ít nhất là một quả. Bình thường em không thích coi đá banh, em coi không hiểu gì hết trơn á. Nhưng mà sau khi đến đây coi mọi người chạy, mọi người tập như vậy thì cuối cùng cũng không hiểu luôn. Cũng không thích, nhưng mà thích đá banh hơn chút xíu. Tại vì thấy mọi người đã nỗ lực tập. Thực sự cái lúc mà nhìn Nhi chuẩn bị đá banh mà lắt léo thì bản thân mình cũng không sợ ấy đâu, sợ ba khùng thôi.
Đùa thôi chứ, tại vì bản thân chân Tú đã bị đau từ sẵn rồi, nên là đi đâu cũng bất tiện lắm. Vì chính vì cái chân mình như này nên khi mà thấy Nhi đá banh như vậy thì thật ra cũng có thoáng nghĩ giống như là nếu như mà có, tại vì cái sân nó không đều, tức là sân nó sẽ chỗ móm chỗ lồi. Chính vì vậy sợ một cái khi mà người ta sút hay là bạn chạy tới thì đôi khi cái chân nó sẽ bị va vào đó, va vào đâu hoặc là sẽ bị chấn thương như mình thì sao. Và sau khi nhìn thấy cách đá của Nhi như vậy thì thôi Tú nghĩ là không còn gì để mất, Tú vào Tú đá luôn, bởi vì bản thân Tú cũng rất là thích đá banh đó. Không để Nhi thử sức với bộ môn mà cô không rành rẽ, cho nên anh chàng ra tay. Nhưng liệu có ổn không? Tại vì chân phải của Tú bị thương thì như kêu Tú sút chân trái đi, tại vì Tú còn phải về ngày mai là diễn kịch ở sân khấu Thế Giới Trẻ nữa. Cho nên nếu mà có vấn đề gì ở chân là ngày mai làm sao mà diễn được, cho nên cho dù mình có quay chương trình hay là mình chơi game chăng nữa cũng phải biết giữ cái sức khỏe cho mình. Nhưng mà Tú vẫn quyết định là sút chân phải, thì như nghĩ là Tú nghĩ là Tú có thể điều khiển được cái độ sút và cái chân của mình là nó sẽ an toàn thì Tú sẽ làm thôi. Thầy ơi cho xôi cái tia cực tiếp. Nhưng mà đau vậy anh đá được không? Hả? Cố gắng hên xui. Rồi. Chứ anh đau không Tú? Rồi. Chứ anh đau không Tú? Mấy chuyện đá banh chuyện bình thường, em chấn thương nào cũng có hết á. Nếu dừng lại thì có lẽ mọi người cũng hiểu và thông cảm. Nhưng không. Cái này ấy nha. 3 3 Mặc dù chưa biết vết thương có trở nặng hay không, nhưng anh chàng đã làm điều mà một người con trai khi đi cạnh một cô gái cần làm. Còn những khoảnh khắc vừa qua, có lẽ đó chỉ là những điều đáng nhớ. Xin chúc mừng cả hai.